ăn tại Việt Nam, dân buôn cũng bị lừa. Kể từ khi xuất hiện lần đầu vào năm 2016, Airpods đã làm thay đổi hoàn toàn ngành sản xuất tai nghe. Kể từ đây, người dùng di động đã dần chuyển sang sử dụng tai nghe không dây thay vì tai nghe có dây truyền thống. Với không ít người, Airpods còn là biểu hiện cho sự sang chảnh và đẳng cấp. Chính bởi vậy mà trong khoảng một năm trở lại đây, Airpods đã trở thành một trong những mẫu tai nghe bị làm giả nhiều nhất trên thế giới. Dạo một vòng trên các trang mạng, không khó để tìm mua một chiếc tai nghe Airpods fake. Về mặt ngoại hình, những chiếc AirPods giả không khác gì so với hàng thật, kể từ kiểu dáng, phụ kiện cho đến vỏ hộp bên ngoài. Đáng chú ý khi những chiếc AirPods giả còn được trang bị chip một u tương tự như hàng thật, nhờ thế mà nó cũng có các tính năng riêng biệt của AirPods như khả năng kết nối nhanh, chạm để tương tác hệt như ở hàng chính hãng. Những chiếc AirPods hàng giả có giá bán rất rẻ, giá của chúng thường dao động trong khoảng từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng. Nếu khéo mua, người dùng thậm chí còn có thể mặc cả để có giá tốt hơn một chút. Bên cạnh những người ngay từ đầu đã chọn mua hàng giả, có không ít người bị lừa mua phải Airpods fake nhưng với giá bán của hàng thật, chính bởi vỏ ngoài và các tính năng của hàng thật và giả tương tự như nhau, thậm chí đến cả các dân buôn cũng dễ dàng trở thành nạn nhân của những trò lừa. Airpods giả chỉ khác hàng chính hãng ở điểm không có trợ lý ảo Siri, để phân biệt giữa hàng giả và hàng thật, người dùng có thể chết bằng cách vào mục setting khi kết nối tai nghe với iPhone, theo đó với Airpods hàng fake, máy sẽ không hiện lên số serial. Người dùng cũng không thể đổi tên chiếc AirPods giả giống như khi ở trên hàng thật.